hello xin chào các bạn chào mừng các bạn quay lại với kênh TITV chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về hệ điều hành Linux các bạn nhé trong bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách truyền tham số khi mà chúng ta thực thi một cái sales script nào đấy à, chúng ta có thể truyền cái tham số ha. thì à, các bạn có thể truyền tham số bằng cách là các bạn sẽ um, các bạn các bạn gọi à, các bạn gọi cái sales script đó các bạn nhìn lên trên màn hình giúp mình ha. ở chỗ đây mình có một cái đoạn code nhỏ nè, các bạn nhìn thật kỹ nha. Ở đây là mình chấm, mình sẽ một cái mình gọi là bài 2.sh rồi mình gọi một cái phương, một cái function phía bên trong đó là function phép cộng. Rồi sau đó là à, xin lỗi ở đây không phải là function phép cộng mà giống như là chúng ta truyền vô đây nó là một cái à, một cái giá trị cụ thể nào đó thôi ha. Rồi một tí nữa các bạn có thể if l để các bạn gọi cái hàm phép cộng. Và ở đây đó là những cái tham số các bạn truyền vào. Có nghĩa là khi mà chúng ta ở chúng ta mở cái cửa sổ terminal ra, chúng ta run cái shell script này thì chúng ta có thể truyền vào phía sau nó một số cái à, tham số lệnh à, người ta gọi nó là tham số lệnh Thế thì tham số lệnh này nó sẽ được nó sẽ được lấy ra ví dụ là đô la 1, đô la hai đô la 3 ha là vị trí nội dung sorry các bạn ở đây là nó không nó không phải là đô la không các bạn hai đô la 1, đô la hai đô la 3 là vị trí nội dung của các tham số lệnh của chúng ta rồi các bạn có thể lấy đô la on thì chúng ta lấy tất cả đô la sao cũng là lấy tất cả cái tham số lệnh ra thì bây giờ mình sẽ cho các bạn một vài cái ví dụ sau đó chúng ta sẽ đi vào cái phần thực hành rồi à, ví dụ đầu tiên À, các bạn thấy rằng là à, khi mà các bạn thực hiện cái câu lệnh Hello SH này, các bạn nhìn thấy cái đoạn code trên đây, chúng ta không hề có cái giá trị nào hết, đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Cái thằng đô la 1 nè, là nó chưa có tồn tại, chúng ta đâu có khai báo ra cái biến đó đâu, đúng không ạ? Chúng ta không hề khai báo nó ra, đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn rên cái đoạn code này, có nghĩa là chúng ta tạo ra cái đoạn code giống như trên đây, ECO xin chào, rồi chỗ này là đô la 1, thì các bạn khi mà các bạn thực thi á, chúng ta gọi câu lệnh là chấm sẹt Hello SH rồi các bạn truyền qua đây cho mình một cái giá trị nào đó ví dụ là nguyễn văn a nguyễn văn b nhớ nha là viết liền nha còn nếu các bạn mà khoảng trắng ra thì nó sẽ hiểu thành là những cái giá trị khác nhau hoặc là các bạn phải để nó ở trong một cái dấu nháy thì nó mới hiểu đó là một cái giá trị được ok chưa nè rồi ha như vậy thì ở đây các bạn sẽ khi mà các bạn lên cái này chắc chắn là nó sẽ in ra cái chữ là xin chào alice tại vì cái alice này nó được truyền vào nó là cái tham số lệnh được truyền vào khi mà chúng ta gọi cái cell script này đó là cái tình huống đầu tiên cái tình huống tiếp theo giả sử như bây giờ các bạn muốn à, cộng hai con số đi và hai con số này được nhập từ à, từ cái terminal khi mà các bạn gọi cái shell script này thì ví dụ như là các bạn viết ra một cái shell script tên là s sh các bạn nhìn thấy chưa rồi thế thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè không chúng ta lấy cái năm một bằng đô la một năm hai bằng đô la hai thế thì đô la một và đô la hai này ở đâu đô la một là đô la hai này nó sẽ được truyền vào khi mà người dùng họ gọi họ gọi cái cell script đó thì khi mà các bạn truyền vào xong thì hai cái con số này nó sẽ được lưu trữ những cái giá trị và lúc đó thì các bạn có thể là à, lúc đó là các bạn có thể à, có thể tính toán các bạn có thể cộng trừ các bạn có thể nhân chia nó một cách à, rất là dễ dàng nó sẽ không có không nó nó sẽ không có phức tạp gì hết à, các bạn có hiểu kịp không? À, đôi lúc là các bạn có thể sử dụng là đô la Đô la on, ở đây nó sẽ có nhiều dấu nè, các bạn để ý ha. Đô la a có nghĩa là chúng ta lấy hết tất cả. Đô la sao là lấy hết tất cả danh sách tham số nha. Yeah. Ok chưa sure. Rồi, thôi để mình sẽ có cho các bạn một vài cái ví dụ này để các bạn có thể nắm rõ hơn các việc chúng ta truyền cái tham số dòng lệnh các bạn nhé, Rồi, cùng mình mở cái thằng uh, terminal ra nha. Rồi, các bạn sẽ có thể là uh, clear giúp mình đi. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái bài mới nha. Sudo nano sudo nano mình sẽ tạo ra bài số 47 47 à, 47 a à, à, hello đi hello sh thì đây các bạn sẽ có thể gõ cho mình một cái đoạn code ngắn như thế này mình sẽ gõ đây là chấm than nè set bin set pass ok chưa rồi thì ở đây mình sẽ viết một cái đoạn code mà các bạn thấy là mình sẽ không có cái hàm read mình sẽ không có hàm read nhưng mình sẽ in ra một cái câu như thế này là mình sẽ echo ha echo xin chào được chưa? Xin chào sau đó mình sẽ có là đô la 1 thì cái giá trị đô la này nè nó sẽ được truyền vào khi mà chúng ta run cái chúng ta run cái à cái cái sales script của chúng ta nha rồi mình chấm than ở đây các bạn nhìn thấy mình viết một cái đoạn rất là đơn giản rất là ngắn gọn như vậy. Các bạn có hiểu kịp chưa? Rồi sau đó mình control x nha, mình chọn yes, mình enter bây à, giờ mình sẽ xét mod căn này là mình a cộng x cho cái file 47 này mình sẽ cố tình mình run thì bây giờ trong cái tình huống run cái file 47 này mà các bạn không truyền dữ liệu thì sao nếu các bạn không truyền dữ liệu hết thì sao mình enter nhé thì nó sẽ xin chào mà không có không có nội dung phía sau đúng không nhưng mà giả sử mình mình run cái file 47 a hello sh này nhưng mà mình sẽ ghi vào đây chữ là tùng mình enter thì nó sẽ là xin chào tùng có nghĩa là lúc này chúng ta run cái run cái bash script của chúng ta nhưng chúng ta truyền thêm những tham số lệnh vào bên trong nó à, các bạn bây giờ giả sử như mình cố tình mình ghi đây nè các bạn nhìn các bạn để cho mình ha lê nhật tùng các bạn enter thì nó sẽ in ra chữ lê thôi tại vì chúng ta truyền vào rất nhiều tham số là lê là một cái tham, lê là một cái giá trị nhật là một cái giá trị tùng là một cái giá trị như vậy là nó có ba cái giá trị nó chỉ lấy cái giá trị đầu tiên thôi à, các bạn có thể sử dụng như thế này à, các bạn có thể sử dụng như thế này à, các bạn để nó trong một cái cặp chủ nháy thì lúc này nó hiểu rằng a à, nguyên cái cụm này nó là một cái từ khóa thôi, nó là một cái giá trị thôi. Thì lúc đó nó in ra được cái chữ là xin chào Lê Nhật Tùng. Các bạn có hiểu kịp không? Rồi, ok nhé. Mình tạo thử một cái bài tập khác nè cho 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 các bạn thấy. Để uh, tìm hiểu hơn ha. Đây 47B. Chúng ta sẽ có một cái bài tập gọi là sd.sh nha. Rồi, mình sẽ này là các bạn lập trình có chừng 3-4 ngày là các bạn quen liền nè à. chấm than sẽ bin sạc pass đúng không rồi các bạn có thể xuất cái à, cái cái phép tính toán ra ví dụ mình ghi ở đây nha các bạn nhìn thấy ha eco nha mình sẽ eco gọi là cái giá trị ví dụ gọi là eco rồi mình sẽ thực thi cái phép tính ở đây mình sẽ thực thi cái phép tính các bạn có thể sử dụng lại XPR đúng không rồi mình sẽ có cái đô la một rồi cộng khoảng cái này nếu mà các bạn xài SBR là các bạn phải có khoảng trắng nha và các bạn đô la hai các bạn hiểu kịp chưa rồi các bạn có có hiểu kịp câu lệnh này không cái này chúng ta vừa học trong cái bài hôm trước nó là chúng ta thực hiện những cái phép tính toán thì các bạn có cái hàm là SBR đúng không rồi mình Ctrl X nha mình chọn Yes ở đây mình Enter rồi xác mod giúp mình xác mod bài 47B 47B rồi sau đó mình sẽ run cái thằng này. 47 B. Nếu mà các bạn không truyền năm số thì sao? Thì nó sẽ báo thì nó sẽ báo lỗi đúng không? À, missing cái argument gì đấy. Nhưng mà sử giờ mình truyền ở đây là số 5 và số 10 mình enter thì kết quả là 15 đúng không? Là 5 cộng 10 là 15. Các bạn có thể viết bất kỳ cái gì và trong cái và trong cái nội dung script của các bạn á, nếu mà các bạn cần những cái tham số truyền vào khi người dùng họ thực thi á thì À, các bạn có thể sử dụng cho mình là đô la 1, đô la 2, đô la 3 như vậy nha. Rồi. À, bây giờ mình sudo lại một chút à. mình à, mình à, cố tình mình sửa lại một chút để cho các bạn thấy nè. À mình có thể là à, eco ra, eco ra cái thằng là đô la đô la a cộng. Đây nhìn lại, nhìn lại giúp mình ha, đô la a cộng hoặc là đô la sao các bạn. Đô la a cộng hoặc là đô la sao thì nó sẽ đại diện cho tất cả danh sách nó sẽ đại diện hết cho toàn bộ cái danh sách của chúng ta nhá rồi ok thế thì mình sẽ lên lại cho bạn thêm cái đoạn này nhá đô la là... hoặc là mình ghi như thế này nha uh, sorry ok mình sẽ ghi cái chữ đó là các giá trị đã nhập ok cho mình sẽ in ra hết Nhà mình sẽ in ra hết là đô, đô la à cộng như vậy mình chọn X. mình chọn yes rồi mình run lại cái file này năm mười mình enter thì các bạn thấy không các giá trị bạn đã nhập là số 5 và số 10. ở đây nó sẽ lấy ra hết tất cả giá trị của chúng ta nha các bạn cũng có thể lấy một thằng lấy hai thằng ra tùy các bạn ha các bạn có thể lấy tất cả bằng cách là giống như là lấy ra một cái mảng gì đó thì chúng ta có thể là đô la à cộng như vậy à, từ từ những cái bài sau chúng ta làm về câu lệnh điều kiện vòng lặp thì lúc đó chúng ta sẽ đụng chạm tới cái việc là à, sử dụng cái mảng nó nhiều hơn nha rồi ok các bạn cố gắng các bạn ngồi xuống các bạn làm lại cái bài thực hành này giúp mình rồi tự viết thêm cho mình một cái à, sáng tạo thêm cho cho mình một cái bài tập nào đấy mà các bạn thấy rằng là chúng ta cần phải truyền tham số khi mà chúng ta gọi cái sales script của chúng ta nhé chắc chắn rằng trong quá trình mà các bạn làm việc sâu với cái thằng Linus á là sẽ có những cái thời điểm các bạn gọi những cái sales script mà chúng ta phải mà chúng ta phải truyền cho nó cái tham số lệnh ở đây ok nhá rồi cảm ơn các bạn chịu khó nha À, nhớ còn một vài bài học nữa thôi thì ráng đi cho đến cái cuối chặng đường nha các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học sau nhé xin chào